Xin chào tất cả mọi người. Hiện nay Kim Jojo đang ngồi ở tại Pasay Manila, Philippines. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một số các lưu ý khi đến Philippines sinh sống, làm việc hoặc là du lịch. Cái vấn đề đầu tiên đó là vấn đề về tiền. Khi mà mọi người sang bên Philippines thì mọi người nhớ là một là mang tiền đô, hai là đổi luôn tiền peso sang bên Philippines, tránh mang tiền Việt Nam đồng, bởi vì mang tặng tiền Việt Nam đồng sang bên Philippines thì mọi người sẽ không đổi được. Ở bên Philippines này người ta không đổi tiền Việt, ngoại trừ là các bạn chỉ có thể đổi được ở sân bay, nhưng mà đổi ở sân bay thì chi phí nó rất chi là cao. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về taxi. Khi mà đi taxi thì sẽ có hai lưu ý. Lưu ý thứ nhất là trước khi lên xe taxi, mọi người phải hỏi xem là sẽ tính bằng công tơ mét hay là phải trả giá. Mọi người phải trả giá trước. Nếu như mà chúng ta không hỏi, chúng ta không trả giá thì sau khi mà xuống xe, mình phải trả taxi với một cái mức tiền rất chi là cao. Lưu ý thứ hai khi mà đi taxi đó là mình nên mang tiền lẻ. Nếu như mà mình không mang tiền lẻ đấy thì thông thường là taxi mà đi xong ấy thì người ta sẽ không thối lại cho mình tiền đâu. Có thể là mọi người đi taxi nó hết từ khoảng 400 peso, nhưng mà mình đưa cho người ta một cái đồng tiền chẵn là 500 peso, người ta sẽ không trả lại cho mình. Người ta bảo là chết rồi, mong mình không có tiền lẻ. Thế là mọi người đi taxi thì mọi người nên lưu ý hai vấn đề đó nhé. Cái vấn đề lưu ý thứ ba đó là vấn đề về Internet. Internet ở bên Philippines rất chi là mắc và rất chi là dở. Nên đối với những bạn mà đi du lịch đấy thì theo mình là các bạn nên dùng cái SIM Việt Nam chuyển vùng quốc tế, hoặc là các bạn có thể mua những cái SIM mà chuyên để đi du lịch ấy. Ở bên Việt Nam mình thấy là bán chỉ có 300.000 cái SIM đó thôi. Mọi người sang mọi người chạy cái mạng đấy nó rất là khỏe. Còn những bạn mà đi sang bên Philippines này làm thì các bạn sẽ mua các cái SIM Smart hoặc là Globe của bên Philippines ở tại sân bay. Và sau khi dùng SIM đó thì mọi người nên mua các gói mạng, đăng ký theo gói thì nó sẽ rẻ, chứ không là chi phí nó rất là cao. Cái vấn đề thứ tư đó là về văn hóa xếp hàng. Ở bên Philippines này sẽ có một văn hóa đó là rất lịch, mình thấy là khá là lịch sự, đó là văn hóa xếp hàng. Bất kể là bạn đứng chờ xe buýt, hay là bạn đứng chờ ở ngân hàng cần thanh toán tiền, hay là xếp hàng đi lên trên công ty, thì tất cả đều cần phải xếp hàng. Đây là một cái văn hóa mình thấy là khá lịch sự mà ở Việt Nam mình hiện tại là chưa có. Nên là khi mọi người sang bên này thì mọi người cần phải xếp hàng nhá. Mình có mua đồ ăn hay là mình có chở xe buýt thì mọi người đều cần phải xếp hàng. Cái vấn đề thứ 5, lưu ý thứ 5 đó là về quần áo và giày dép ở bên Philippines này. Thì mình thấy là bên Philippines này là mùa hè quanh năm, thời tiết nó khá là giống với cả ở miền Nam Việt Nam mình. Nhưng mà các bạn khi mà sang, đặc biệt là sang sinh sống ấy, thì các bạn nên mang 2-3 cái áo khoác. Bởi vì là những nơi công cộng ở bên Philippines này, hoặc là đi xe buýt này, hay là vào các tòa nhà làm việc này, hay là đi các trung tâm thương mại, thì phần điều hòa khá là lạnh. Nếu như mà mình không mang những cái áo khoác mỏng như thế thì mình sẽ bị chết rét mất. Và giày dép cũng vậy, đặc biệt là tránh mang các cái giày cao gót quá cao như thế này, sẽ không sử dụng được ở tại Philippines đâu. Nếu như với những bạn nữ mà thích đi giày cao gót đấy thì các bạn có thể mang những cái đôi giày mà nó chỉ cao bằng tầm này thôi, chứ mang cao như thế này là không có đi được. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên Philippines này thông thường là đi bộ rất là nhiều, nên là tránh mang giày cao gót nhé. Cái vấn đề thứ 6 đó là vấn đề về đồ ăn ở bên Philippines. Theo mình thì mình cảm nhận là đồ ăn Philippines khá là dở. Thông thường người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam mình cũng vậy, thì hầu như là mọi người không có thích ăn đồ Philippines đâu. Nên là những bạn mà đi du lịch hay là mới sang bên Philippines làm việc cũng vậy, thì các bạn nên mang sẵn một số các cái lương thực, có thể là mì tôm hoặc là ruốc, để trong cái thời gian ban đầu để cho mình thích nghi. Còn thông thường thì người Việt Nam mình sẽ hay ăn đồ Việt này, hoặc là ăn đồ Trung Quốc này, đồ Nhật Bản, đồ Hàn ở bên này rất chi nhiều, chứ đồ ăn của Philippines thì nó không được ngon. Cái vấn đề thứ 7 đó là xin tiền. Ở Philippines này thì có khá nhiều trẻ em lang thang, đặc biệt là ở thủ đô, trẻ em lang thang khá là nhiều và họ sẽ xin tiền. Các bạn có thể cho hoặc là không cho không sao cả, bởi vì thực ra là mình cho thì nó chỉ có, tính ra nó chỉ có khoảng mấy nghìn tiền Việt mình thôi. Mình có thể cho 5 peso, 10 peso, 20 peso cũng được. Nhưng mà các bạn đấy là hay móc túi, nên là mình cho hay không cho thì mình lên
lưu ý mình giữ cái túi đồ của mình cẩn thận, không tránh các trường hợp mà đặc biệt bạn nào mà sang bên du lịch mà bị móc mất cái hộ chiếu thì rất là sợ. Hay là bản thân mình đi sang bên đây làm cũng thế, mới sang làm mà chẳng may bị móc mất cái điện thoại thì rất là tiếc. Cái vấn đề thứ 8, đó là vấn đề cuối cùng, đó là vấn đề văn hóa về tiền tip. Ở bên Philippines này thì văn hóa tip mình thấy khá là phổ biến. Ví dụ các bạn đi du lịch thì các bạn nên tip cho người ta nhé. Có thể là những nhân viên phục vụ nhà hàng hoặc là khách sạn thì người ta đều rất thích tiền tip. Mình có thể nên tip cho người ta 50 peso hoặc 100 peso. Còn lại thì có một số các trường hợp tip khác. Ví dụ như là mình đứng ở ngoài kia, mình đợi mình bắt xe, taxi. Nhưng mà bắt khá là khó, thế là có một số bạn các bạn ra, các bạn bắt hộ vẫy hộ mình xe đó. Thì sau khi là người ta vẫy hộ mình xe xong thì mình phải trả cho người ta một số tiền tip là 5 peso hoặc 10 peso. Hoặc là có thể trời mưa, mình đứng ở ngoài đường, mình chờ xe, người ta sẽ ra, người ta treo cho mình. Thì có ý nghĩa, có nghĩa là sau khi mà mình bắt được xe xong thì mình nên tip cho họ. Nếu như mà các bạn không tip thì các bạn có thể là mình nói là no thank you. Đấy, thì là người ta sẽ, thì tránh cái trường hợp là người ta giúp mình xong, sau đó là mình cũng không biết hoặc là mình không hiểu là mình phải tip cho người ta. Trên đây là 8 cái lưu ý khi mà các bạn sinh sống, làm việc cũng như du lịch ở tại Philippines. Hy vọng rằng là chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Video lần tới mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều điều hơn nữa về cuộc sống, công việc và cũng như du lịch ở Philippines. Cảm ơn, bye bye.